Có bài nào hút không? Chết. Bài nào? Chiều thứ bảy. Rồi. Chiều thứ bảy em về qua ngõ hội, mơ liệm môi biết nói mấy cho vừa, vì trời buồn nên trời lạnh sao thưa, trăng cũng khuyết nên trăng hào hững mọc. Vào đến phòng thi thì em nhớ lại những kỷ niệm hò hẹn em của anh một thế kỷ ngồi đây mà tâm hồn vẫn gửi ra mình chú đông. Làm gì vậy? Hả? Cái này làm gì vậy? Hả? Nay là làm gì ngồi đây vậy? Ngồi đón. Ngồi đón ai? Có báo tin có pha. Có mấy ông thiện nguyện đón. Báo tin gì? Báo tin cho tôi hay á. Đón gì chơi hay vậy? Hả? Bán gì chơi hay gì? Không có, ai xem này cũng ngày hôm nay. Đúng không, bán gì chơi ha? Ừ. Rồi ngồi đây làm gì? Ngồi đón. Rồi hả, ngoại dâu lên không? Có bữa đó thôi, không có lên nữa. Sao kỳ vậy? À, đâu có lên. Tại vì chắc có ai đi xuống dưới là bắt buộc cũng nó đi, nó mới đi chứ đâu có đi lên hoài. Không có lên hoài ha? Ừ. Không có xe đi hay gì? Đó hả? Ừ. Mắc bán số là con hai đứa. Đi số đứa hả? Đi học và đứa nhỏ. Sao bà ngước gì đây nuôi đứa? Hả? Sao nó đâu đây? Có chịu, ảnh nó lâm mừng, nó câu cổ, nó hôn nhỏ nhỏ nên tôi thương nó. Rồi má nó cũng không có chịu cho ảnh nữa. Không chịu ha? Ờ, còn nó có quen hay ra tụi ảnh nó mừng lắm. Cộng mấy người ta đi xuống dưới người ta ở chung đi. Hả? Đi xuống dưới ở chung. Ở chung là người không được. Có ở chưa? Có rồi. Nó nói tới thì con về nhà bên chồng con ngủ, mà bà ở đây có mình bà sao bà ở được. Thì nó ở chung đó nó không chịu. Ở gì vậy? Nhỏ đó hả? Ừ. Này ở đây mình à. Không ấy kêu gì đây ở chung hai mẹ ừ, con. Ừ, có kêu nó không chịu, nó cười chứ nó không chịu. Bị mẹ chồng nó với chồng nó nói hồi đó thì ly dị thôi. Còn bây giờ á, thấy tay bế tay bồng quá hà thôi. Giờ mẹ với chồng con á, cũng thương. Đi màng đâu màng tối về nhà ngủ. Đặng người ta săn sóc mấy cháu người ta. Còn ở vườn lộc mà. Còn lộc tại nó không hương mà nó không về đó à. Nay chùm gâu cũng còn nữa hả? Chùm gâu cũng còn nữa. Nó bạc chân rồi. Ừ. Hồi tối thấy nó ngừng xa ra nè, cái nó mừng quá kêu con vô nhà vô, không có, nó mất luôn, không có luôn, má đốt nhang cò quá à. Nó chạy xe nó chuyển đây, tôi ra tôi mừng, tôi còn thấy nó rõ ràng, tôi chụp nó rồi, thôi kệ để cho nó vô nhà vô không thấy. Chùm rau này chùm rau gì á? Chùm rau này hả? Ờ. Rau này rau có tiền, bây giờ được mọc đây 2-3 sợi nữa nè. Đâu? Mọc dưới cạnh nè. Mọc dưới đâu, mà mọc dưới đó con cộng mà. Con cộng hả? Vậy đứt 2 cộng rồi. Rau đó kêu rau gì? À, rau này là ba báo tin cho có tài lộc với mình. Báo tin của tài lộc ha? Ừ. Thấy có tài lộc không? Thấy cũng có ra hoài à. Không có nhỏ hả? Không. À, tôi nhìn chiếc xe cậu tôi biết rồi mà không biết sao không thấy. Cậu đi với ai? Hai chồng. Hai chồng vợ đâu rồi? Xe. Xe hả? Quần mất dính như đó hả? Ừ. Bạn đâu không xuống? Rồi sáng nhận cơm chưa? Hả? Chưa. Mới lãnh được mấy hộp cơm để đó hồi nữa mới ăn. Lên lần đó thì cho nó mát rồi. Đã chết mạng rồi chị. Đã chậu hoài rồi. Đã chết nó có mấy mạng rồi đó. Rồi đi không nổi sao? Đi nổi mà bị gì nó chóng mặt. Đi nó chóng mặt chứ đau bụng. Thằng ơi. Đi chóng mặt chứ đau bụng quá à. Được có cục sạn. Đang có cục sạn tắm đi nằm bên trái. Rồi sao không đi lấy ra? Lấy hả? Ừ.
mỗi lần có vậy rồi uống củ cắt lời, uống lá cắt lời hết. Bây giờ có tìm được cắt lời rồi, đang nấu uống nè. Đang nấu ha. Ừ, nó có một mấy năm trước rồi, chừng 7-8 năm trước có rồi uống cái hết. Tổng cộng là mấy cục? Hả? Mấy cục? À, hồi mỗi lần á hả? À, có cục ung nang, rồi nó té xe nó bể, nó xà nang 2 miếng. Rồi uống thuốc huyết rồi hết. Bây giờ cái này cục sạn. Cục sạn á. Bây giờ là cục sạn biết làm sao không? Người ta nói mình mắc đái, rồi mình làm biếng không đi đái là liền. Hay ngồi đợi là nó thắng vô nó thành cục sạn. Gù này quá dài rồi. Hả? Gù dài quá. Ừ, mấy báo có niềm tin đó. À, không có lấy kéo tỉa sao? Ừ, quả dữ, cả xong nhân thiện đón, nói vậy đó. À, tôi gặp nữa, mà lần tôi gặp cái tường là hổm rài tôi không gặp, cái tôi giái cầu xin cho gặp. Rồi cậu có thấy tôi nằm thấy chim bao không? Không. Ở dưới Trà Vinh á, người ta lên chừng cả 50 người à, vô nhà tôi nói bà Út Ngàn, phải bà Út Ngàn đây không? Nói phải. À, tôi ở dưới Vinh Đình á, tôi bị nhốt giam mấy chục năm nay, tôi khổ lắm. Bây giờ ông chủ Mục, ổng nói á, báo tin cho hay để thả của Mục cho đi về trời hết. Ở trên huyện mà thị trấn Ra Dung tỉnh Đồng Tháp á, có bà Nguyễn Thị Ngàn, bà đắc đạo mà bà không hay. Bà đắc đạo chưa? Thì ta nói vậy tôi không hay, rồi nói đi lên tại nhà bà tạ ơn bà đi rồi hả, đi về trời. Cái lợi đông quá à, lợi đông cái nhà tôi cái đêm đó bên đây người ta lợi đông nữa, bên đây người ta cũng lợi đông nữa, rồi tôi thấy người ta lợi đông. Cậu bán cái hết cho tôi ít chén đi. Mua gì? Đó. Rồi nói bây giờ bà Nguyễn Thị Ngàn này á là bà đắc đạo rồi, bà mở cửa ngục cho anh em tôi được lên. 30 mấy năm tôi khổ sở, tôi ở dưới ngục tối á. Rồi bà trọng nó trọng gì vậy? Cái nào? Đó. Mấy cây thuốc. Thuốc gì? Mấy cây thuốc là trị bệnh không à? Đâu? Còn sống không? Sống. Ở đâu có à? À, đi dài dài thấy thì nhỏ. Còn đi nói sao? Đi cũng đi vòng vòng. Rồi kể cậu nghe nha. Thôi đừng kể chuyện đó đi. Không có. Cái nói vậy nè. Nói dặn tôi đi lại tại nhà bà Ngàn tạ ơn rồi hả về. Cái tạ ơn rồi hả lên xe Sài Gòn rồi đi máy bay ra nước ngoài. Nó mấy người máy bay nói vậy. Tôi nhầm thấy có mấy người bà con với tôi còn bao nhiêu lạ không à. Nói bà Ngàn ơi. Mà bà có đi máy bay chưa? Chưa, mấy chục năm nay tôi khổ lắm ở dưới địa ngục quá. Bây giờ cái mấy ông đó nói được bà Ngàn ở tỉnh Đồng Tháp thì chẳng là dung á, bà đắc đạo, bà... Đắc đạo chưa? Thì người ta nói mấy mở cửa ngục thả, người ta lên đây, người ta tạ ơn tôi. Và nghẹt ở trong nhà hết trơn á. Người ta nghẹt trong nhà tôi hết, tôi thấy... Đấy, tôi mở mắt ra tôi thấy chứ không phải chim bao. Tôi thấy có mấy người bà con của tôi thì ít, người lạ thì nhiều lắm. Ca cổ một bài coi. Hả? Lên trong cổ một bài. Cổ gì? Ca cổ. Như hả? Ca cổ nha. Ca cổ sao đây? Tình anh bắn chiếu. Tình anh bắn chiếu hả? Tình anh bắn chiếu không biết. Lan và Đẹp. Lan và Đẹp hả? Chuông độ chùa xa đó. Không biết. Cả cổ bài nào về hụt đâu? Hả? Có bài nào hụt không? Biết. Bài nào? Chiều thứ bảy. Rồi. Chiều thứ bảy em về qua ngõ hội, môi liệm môi biết nói mấy cho vừa. Vì trời buồn nên trời lạnh sao thưa, trăng cũng khuyết nên trăng hào hững mọc. Vào đến thần thi thì em nhớ lại những kỷ niệm hò hẹn. Em của anh một thế kỷ ngồi đây mà tâm hồn vẫn gửi ra mình chú đông. Nhìn bài thi thì bỗng dưng dòng lệ nóng lai rứt sầu lệ ngọc cháy cả tâm trang. Bài học nào giây phút nàng quên,
sao mà quả tim mấy không quên người yêu nó tặng mà. Có người yêu nữa ha. À. Có không? Không có, tại hát vậy chứ không có. Không có ha. Rồi bữa nay hâm bà Đặng thì giấc trưa nắng 12 giờ trưa bà ngồi giữa trời nha mọi người. Ngồi không biết làm gì không biết. Đợi. Đợi gì? À tôi có cái đằng thông ai gì ta. Có cái chuyện gì tôi biết trước giờ biết sao. À tôi biết thế nào bữa nay có người đón nên tôi ngồi nãy giờ sáng giờ tôi ngồi hoài hà. Ngồi đón trước ha. À tôi đón trước mà tôi cũng nghĩ là chắc cậu đón chứ đâu có ai. Hay ha. Ừ. Tôi nghĩ vậy đó tôi mới ngồi đây nè. Rồi biết bữa nào trúng số không? Hả? Biết bữa nào trúng số không? À biết bữa nào trúng số hả? Ừ. Chừng nào cầu Phật có thương á, có số về á, đưa tặng tay tới mình, lại kiếm mình đưa tại nhà, à, vô hoài không có đi thì chừng đó mình mới mua. Rồi, chào khán giả coi, máy bay coi. Chào quý vị khán giả trong nước, ngoài nước. À, được, cầu chúc mấy cô chú được khỏe mạnh, chào chú Minh Tân. Mưa gió coi. Mưa gió sao qua nè. Mưa gió lại. Cái nữa. Mưa gió gì đấy ha? Mưa gió đẹp dữ trời, làm lại coi. Làm lại coi, làm lại. Mưa gió nữa, mưa gió thế nãy hả? Trời ơi, mưa gió đã vậy? Mưa gió.